Nguyễn Thúy Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, nhà văn Bình Nguyên Lộc, tên thật là Tô Văn Tuấn, sinh năm 1914 và mất năm 1987, là một nhà văn lớn của miền Nam Việt Nam giai đoạn 1945 tới 1975. Giọng văn của ông rất là sâu sắc, diễn tả được một cách trung thực tâm lý, tình cảm và xã hội của miền Nam Việt Nam. Tác phẩm mà Nguyễn Thúy Phượng xin gửi đến quý vị hôm nay mang tựa đề Cây đào lộn hộp là một điển hình. 8 giờ đêm, ngõ hẻm vắng lặng lạ kỳ. Thường thì đầu hôm trẻ con trong xóm tùng tam tụ ngủ trên ngõ để chơi đủ thứ trò mà trí tưởng tượng phong phú của chúng đang nghĩ ra, làm ồn không ai chịu nổi hết kia mà. Con dừa vừa ngạc nhiên trước tình trạng này thì bỗng nghe đất ướt lầy nhầy dưới chân nó. Nó chợt nhớ ra rằng đám mưa đầu mùa mới dứt đã làm cho ngõ hẻm bẩn thỉu bắp nhờm, nên trẻ mới không buồn ra đây. Nhờ im tiếng trẻ nên đêm nay con dừa mới nghe được tiếng náo nhiệt của chợ Trương Minh Giảng còn theo đuổi nó mãi tới trong này. Đến khúc quanh cây đào, nó nghe rợn rợn. Mặc dù năm nay 21 tuổi, nó đã hết sợ ma từ lâu rồi. Sinh trưởng ở xóm này, nó đã từng khủng khiếp thuở bé mỗi bận đi ngang qua mấy ngôi mộ đồ sộ dưới gốc cây đào cổ thụ ở góc ngõ này. Cái ngõ chỉ mới có về sau đây thôi, ngày dựng lên khu chợ Trương Minh Giảng. Chứ trước đây, thở nó còn bé, nơi này là đồng không mông quạnh. Cái rờn rợn đêm nay là di tích của nỗi kinh sợ ngày thơ của nó. Bỗng nó rụng rời, sút kêu lên một tiếng. Một bóng trắng xuất hiện ra thình lình cạnh gốc đào khi nó qua vừa khỏi đường quanh. Nhưng nó tự trấn tĩnh được ngay và bật cười. Đó là bóng dáng quen thuộc, rất quen thuộc của anh mù mới tới ở đây chừng 6 tháng nay mà nó gặp mỗi sáng khi đi chợ. Đó là một thanh niên đẹp trai. Đẹp trai theo con mắt nó, sáng nào cũng thơ thẩn trong mấy ngôi mộ cổ xanh rêu, nhất là hay đứng rờ rẫm cây đào lộn hộp lâu đời, vỏ xù xì và đen thui. Vì hắn luôn luôn đeo kiếm mát, ăn mặc sạch sẽ và sang trọng, và không có cử chỉ quờ quạng của những kẻ bò đường. Nhưng hắn ở đó mãi rồi, ai cũng biết bí mật của hắn cả, cho con cái của người dì họ mà hắn ở trọ loan ra. Con dừa là đứa con gái xấu xí nhất xóm, mà có lẽ xấu xí nhất nước Việt Nam cũng nên. Tuy nhiên nó không đần độn và sức khỏe của nó dồi dào, nên nó đã biết mơ yêu từ mấy năm nay. Lúc vừa khám phá được tật kiến của người thanh niên mới tới xóm, nó tiếc sao con người đẹp đẽ như vậy mà lại mù. Nhưng rồi nó thấy đó là điều hay cho nó. Nó cho hình ảnh hư ảo của vị hoàng tử đẹp trai, của những giấc mơ yêu của nó nhập vào anh con trai mù. Vì con người thật bằng xương bằng thịt vẫn hơn một hình bóng mơ màng. Người con gái nào chắc cũng đã làm như vậy. Mà sở dĩ nó dám cho nhập như vậy và cho nhập một cách ổn thỏa, lòng nó không ngập ngừng, là nhờ bệnh mù lòa đã hạ bệ người con trai tiểu tư sản này xuống tới giai cấp của nó. Nó nghĩ rằng mặc dầu hắn đẹp trai, hắn có vẻ người ăn học, hắn vẫn kém suốt người của giới hắn, tức là nàng có thể vối lên. Con dừa sống những ngày vui vẻ với người tình tưởng tượng, người tình không quen biết, khá mãn nguyện với những buổi gặp gỡ nơi khúc quanh. Nó thường dừng chân lại ngắm chàng giây lát để ước ao được săn sóc chàng, đưa vai cho chàng vịn để cùng nhau đi ngoài phố. Nó chỉ dám yêu đến mức đó thôi, vì dầu sao cái uy tín dân thầy của người con trai vẫn còn, và uy tín ấy làm nó mặc cảm. Nó sợ, nhưng càng sợ càng yêu nhiều, và rất khổ sở mà không được yêu cụ thể. Rất nhiều hôm, nó muốn liều đến gần chàng,
nhưng cứ sợ người ta cười và sợ bị chàng hất hủi rồi phải tủi thân. Mấy đứa con của người chị họ của chàng rao lên rằng chàng là văn sĩ. Cả xóm, kể cả gia đình bà dì ấy, không ai biết văn sĩ là cái quái gì. Nhưng nghe danh từ lạ, nó thán phục chàng lắm và càng mặc cảm hơn. Đêm nay đường vắng không ai thấy cả, con vừa dừng bước do dự rất lâu trong sự hồi hộp rồi cố gắng vô biên, nó nhẹ bước đi vào đám mộ. Anh, nó kêu lên nho nhỏ. Thanh niên giật mình làm thinh một lát rồi hỏi, cô là ai? Em là Hoàng Mộng Dừa. Nghe cái tên lố lăng và dốt nát, thanh niên suýt bật cười, nhưng hắn cầm giữ được và hỏi, giọng cô là giọng miền Nam, sao cô lại họ Hoàng? Dân miền Nam không mang họ Hoàng à? Không bao giờ. Con Dừa ngạc nhiên hết sức, nó có biết đâu điều đó. Hoàng Mộng Dừa là tên thật mà cũng là tên giả của nó. Thật vì trong căn cước của nó có ghi rõ ràng Hoàng Mộng Dừa, nhưng tên ấy không phải cha mẹ nó đặt ra. Nguyên năm ấy nó đi ở mướn cho một cô vưỡng nữ tên hay hiệu là Hoàng Mộng Thúy. Cô ấy lại có người em gái tên hay hiệu là Hoàng Mộng Điệp. Nó nghe hay quá và ước ao được tên đẹp như vậy. Cô vũ nữ nói đùa, vậy mày nên lấy tên là Hoàng Mộng Dừa đi. Người miền Nam ta phát âm sai, Mộng Dừa không có dấu mũ, nhưng họ đọc y như là Mộng Dừa. Cô ta đùa như vậy vì thấy cái mặt nó tròn, bầu bỉnh như cái mộng dừa khô. Vả lại, cô ta cũng dốt, hiệu của cô ta nhờ bố đặt cho, còn tự cô ta đặt thì cô ta còn biết mộng gì bây giờ. Dừa không biết ất giáp gì, nghe Hoàng Mộng Dừa cũng kêu lắm, nên chiếp trong bụng. Kịp năm sau, tới tuổi lấy giấy căn cước, nó khai tên đó và nhờ chủ nó bịa ra tên cha mẹ cho ăn khớp với lời khai trên. Nó không được khai sinh lúc ra đời, nên lại nhờ chủ nó chứng cho và được thẻ với cái tên mà người hiểu biết, ai nghe cũng ôm bụng cười. Sợ thanh niên nghi kỵ, nó nói láo. Em là người Hà Nội, di cư vào đây mà. Muốn nhái giọng Bắc, nó lại phát âm sai chữ D và chữ V. Thế à, thế cô tìm tôi có việc gì? Em thương anh. Nó nghẹn ngào, chỉ nói được có bấy nhiêu đó rồi thở hổn hển, mồ hôi toát ra dầm dề. Có sớm lắm hay không? Con vừa hiểu lầm tiếng sớm, vội giúp hắn vững lòng. Phải còn sớm lắm, nhưng họ đã đóng cửa hết rồi. Vả lại em liều không thèm sợ ai hết. Không, tôi nói sớm là chưa quen biết nhau, thương yêu vội vàng như vậy sao được. Dẫu sao tôi cũng cảm ơn cô. Sao lại không biết nhau? Em biết anh là văn sĩ, còn em là nữ sinh. Ba em làm ủy viên cán bộ chủ tịch nhà ở đằng kia. Con vừa thấy nữ sinh le lắm nên mới xưng láo như vậy. Còn về ba nó thì nó đã trót nói là người di cư mới vào, thì phải chọn cho ông thợ mộc ấy một cái nghề gì có vẻ miền Bắc. Nhìn thấy trong xóm có vài người miền Bắc làm gì ở đâu xa lắm, thỉnh thoảng mới về một lần, mang những chức vụ có mấy danh từ na ná như trên, nó mới gom tất cả các danh từ ấy lại là một để tăng uy tín cho ông bố thợ mộc của nó. Lần này thanh niên phải bật cười ra tiếng vì cái chức vụ kỳ cục ủy viên cán bộ chủ tịch ấy. Anh cười gì? Tôi thấy là như vậy cũng chưa biết nhau nhiều. Con vừa rầu lòng than. Anh không thấy đường, em làm thế nào để giúp anh biết em thêm? À, cô nói đúng đó. Như vậy anh bằng lòng được với bấy nhiêu đó hay không? Kể ra thì cũng được. Nhưng mà tôi bị bất chợt, tôi chưa nghĩ gì về cô hết. Rồi anh sẽ nghĩ, miễn là mỗi đêm anh cho em gặp ở đây, rất vui lòng. Từ ngày ngoại bệnh thình lình, Thanh lui về nương náu nơi xóm này cho đỡ tốn. Chàng tủi thân lắm và rất cần một an ủi tinh thần.
Vả chàng đương tuổi trai, sinh lực cũng dồi dào như con dừa, mà vì bệnh tật, túng thiếu, chàng không được gần phụ nữ cả năm rồi, nên nhu cầu sinh lý đang mãnh liệt nơi người chàng. Thứ nhu cầu nó thường xui người ta nhắm mắt, không đắn đo. Cứ bằng vào mấy câu đối thoại trên đây thì họ phải chia tay để rồi gặp nhau nữa, hầu biết nhau lần lần. Nhưng Thanh lại đưa tay ra sờ soạn, tìm người con gái có cái tên ngộ nghĩnh, vừa thơ mộng, vừa củi đục, khiến chàng không thể căn cứ vào cái tên để tưởng tượng nàng đẹp hay xấu. Con dừa mỉm cười, đưa tờ báo cho tay chàng đụng phải. Thanh hỏi, em đi mua báo về cho ba đây chắc? Dạ. Nó lại nói láo. Ba nó không bao giờ đọc báo. Nó mua dùng cho bà sáu vé số, một bà chuyên cho tiền các tay bán vé số lẻ. Nó rất mừng mà thấy Thanh đã đổi lối xưng hô và đánh bạo. Nó nắm lấy tay chàng. Em thơm lắm. Chàng khen khi nó ngã đầu vào ngực chàng. Đêm nay, nhìn con gái bà sáu trang điểm để đi xem hát, nó ké một chút xíu phấn thơm và nước hoa. Hai bữa đố bối đó đã giúp phần nào quyết định của nó khi bước chân vào đây. Anh cũng thơm lắm. Em mấy tuổi em? Dạ 18. Em đẹp hay không? Thanh vừa hỏi, vừa sờ tay mò mẫm những chỗ lồi lõm trên mặt bàn. Ảnh của em được trưng trong tủ kính tiệm chụp hình ngoài chợ. Vừa tự sụt đến 3 tuổi và tự tăng nhan sắc của mình lên đến bậc được bày ảnh nơi tiệm hình. Em nè. Dạ. Anh mù lòa. Em biết rồi. Anh nghèo lắm. Không sao. Hiện giờ anh vẫn kiếm được chút ít tiền, nhưng phải để dành cho đủ hầu mổ mắt. Anh làm gì? Làm văn sĩ như em nói đã biết rồi khi nãy. Ừ, chứ anh làm gì mới được chứ? Anh viết tiểu thuyết đăng báo. À, hay hay quá. Bà Sáu biểu em mua báo để coi cái tiểu thuyết Thu Sang Lá Rụng Người Về Bơ Vơ mà đọc lên ai cũng khóc hết. Trời, anh giỏi quá. Con vừa bị ló đuôi vì vừa buộc miệng khai sự thật là nó mua báo dùng cho bà Sáu nào đó không biết. Thanh thấy rằng nó vừa quê dốt vừa giả dối. Nhưng chàng bỏ qua tất cả từ lúc nghe mùi hương nơi tóc nó, từ lúc nghe hơi nóng và nhịp tim của nó trong lòng chàng. Chàng đính chánh. Không, anh không có viết chuyện đó, anh viết chuyện lúa vàng phẫn nộ. Sao nghe không hay bằng cái kia? Thanh cười, hôn lên tóc nó rồi hỏi. Cái này có lẽ hay hơn tất cả, có phải không em? Dạ phải. Từ đó, mỗi ngày đi chợ ngang qua khúc quanh cây đào, con dừa đều đằng hắn lên để thấy Thanh vịn gốc đào, ngó ra mỉm cười với nó. Và mỗi đêm, họ đều gặp nhau ở đây, sau khi trẻ con thôi chơi giỡn. Nó thấy rằng anh Thanh nói chuyện nghe hay lắm, mặc dầu nó không hiểu nhân tình của nó nói những gì. Thắc mắc đầu tiên của nó được Thanh giải đáp như thế này, nó nghe mê, mặc dầu không thỏa mãn. Tại sao ngày nào anh cũng ra đây rờ rẫm gốc đào? Thanh nhìn qua hướng cây đào lộn hột cổ thụ, cây đào độc nhất của một vườn đào ngày xưa nào, còn sót lại trong xóm nhờ mọc giữa một khóm mộ cổ, không bị người ta đến để lấy chỗ cất nhà. Chàng say sưa nói, tất cả cuộc đời đều xóa nhòa nơi trí tưởng của anh. Anh quên hình dáng và màu sắc của mọi thứ. Chỉ trừ cây đào lộn hộp, thiên nhiên này thôi. Cái vật đẹp vô cùng mà khi chưa bệnh, anh thường ngắm mỗi lần vô xóm này thăm dì anh. Em có thấy rằng nó đẹp hay không? Cái cổ thụ nào cũng đẹp cả, vì nó gợi nhớ cả một thời dĩ vãng mà nó là nhân chứng. Nó đã thấy Sài Gòn ngày xưa, hay nói chưa đúng là đã thấy một làng Sài Gòn ngày xưa với nếp sống chắc lạ lùng lắm. Không hẳn thôn quê mà cũng không hẳn thành phố. Nó đã thấy mấy gia đình phú hộ ngoài Sài Gòn vào đây chôn ông, chôn cha, rồi tàn rồi luôn. Không còn ai để trở vào đây săn sóc mồ mả nữa cả. Riêng cây đào này, nó mọc lên cao được 2 thước rồi nằm ngang,
trông như một cây tùng quý của bộ cây cảnh non bộ nào. Hình ảnh cằm cỗi cổ kính của nó là hình ảnh độc nhất của cuộc đời, còn ghi rõ nơi trí anh, nên anh thương mến nó lắm. Họ ngồi hụt trong thành ngôi mồ bằng vải trộn nhớt, ô dước, to lớn nhất khóm. Không ai trông thấy được cả, để tận hưởng hạnh phúc riêng của họ. Vừa thì hoàn toàn sung sướng trong tay người tình đẹp trai và thanh nhã với sự ăn học của chàng. Thanh thì cũng hoàn toàn sung sướng với trên tay một thiếu nữ mà chàng mù quáng yêu, không biết mặt mũi ra sao cả, nhưng cứ đinh ninh là nàng xinh đẹp vô cùng. Họ yêu nhau như vậy được 6 tháng, không hề có con sóng gió nào làm xao xuyến mối tình của họ cả. Nhưng một đêm kia, trong cuộc hội kiến thường lệ, vừa buồn rầu báo tin cho bạn hay rằng nó đã có thai. Thanh chết điếng một hơi rồi hỏi, em chắc hay không? Chắc lắm, em nén hỏi nhiều người, họ đều nói em có dấu hiệu ống nghén. Qua cơn kinh sợ đầu, Thanh vui vẻ trở lại và an ủi bạn. Em đừng lo, độ nửa năm nữa là anh có đủ tiền mổ mắt. Chừng đấy, anh sẽ làm ra nhiều tiền để nuôi em và nuôi con. Anh sung sướng lắm mà nghĩ rằng khi ra khỏi cảnh mù lòa, anh sẽ thấy mặt cả hai người thân yêu, em và con. Nhưng bây giờ em biết anh nói làm sao với ba má. Em cứ nói thật, anh dám chịu trách nhiệm. Nhưng trái đời nhất thế gian, con vừa quyết định không nói sự thật. Khi có một chàng trai lương thiện, hiếm hoi, dám đứng ra lãnh lấy gánh nặng mà phần đông con trai khác đều trốn tránh. Nó giấu mẹ để nôn, ngoẹ, bịt bụng để che cái thai. Nhưng khi thai được 4 tháng, không thể đậy điện được nữa, nó đành nhẫn nại, đợi sự trừng phạt. Má nó sanh nhi đã lâu vì thấy nó sức còn con gái mà tự nhiên biến ăn, không đau ốm gì mà cứ rã rượi và thõng cả hai má vô. Hôm ấy bà nhìn kỹ con dừa rồi thấy rằng không thể lầm được. Bà chết sững rất lâu rồi chụp lấy nó mà cật vấn. Có phải mày có nghén hay không? Con không biết. Đồ dịch, đồ quỷ, đồ yêu, đồ ngựa bà. Rõ ràng là con nghén đi chứ còn gì nữa. Mày lấy ai hỡi con khốn kia? Con dừa cứ đứng làm thinh rồi toàn bỏ đi. Má nó lại chụp nó một lần nữa và chửi. Đồ con báo đời, đồ con trời đánh, mày lại định để vậy, đặng bêu xấu tao với ba mày hả? Trời đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà coi. Cả dòng họ, cả họ tôi, bên nội bên ngoài, có ai mà hư thân mất nết như vậy hay không nè? Ăn thua gì với má mà má làm rùm? Trời ơi, bà con xóm giềng nghe nó nói trẹo họng đây nè, sao tao lại không ăn thua? Mày lấy ai phải nói ra, để tao bắt nó cưới mày, chứ để cái bụng bình rỉnh, xóm giềng cười tao với ba mày thúi đầu. Con không biết mà. Sao lại không biết? Con gặp người đó có một lần rồi y đi mất. Con này nói khó nghe dữ, gặp một lần mà có chữa được sao? Nó không cãi lẽ, nhưng nhất định giữ lời khai. Nổi nóng, má nó rút roi mì, chiếc roi sắm để đánh các em nó, mà quất nó một trận tơi bời. Đánh đến mỏi tay, má nó buông roi, chửi nó một hơi nữa rồi tạm dẹp cuộc thẩm vấn. Con vừa cắn răng làm thinh, không hề hít hà một tiếng. Tối lại, má nó bèn đem sự khám phá ra để báo cho ba nó hay. Chú đám đi làm trên trại hòm về còn mệt, nên làm thinh ăn cơm, mắng sơ vợ, hư. Đồng bà hư, có con mà không biết giữ. Lời tục người ta nói con hư tại mẹ là phải lắm. Giao cho mà lo cho tròn, không thôi hai mẹ con chết với tao. Bẵng đi 10 hôm, con dừa không đến với bạn. Trong mấy ngày đầu Thanh thắc mắc rồi đâm ghen. Con dừa có ngán hay không? Không chắc lắm. Quả chàng đã sờ bụng nó và thấy khác thường, nhưng cũng không phải là bằng cớ rõ rệt. Có thể nó ăn quá no trước khi đến, rồi đặt điều cho vui vậy thôi. Và nó có thể chán anh mù để đi theo anh chàng nào khác. Rồi chàng nhớ nhung người bạn đã an ủi cảnh đời tâm tối của chàng, và rốt cuộc
lo lắng vì đoán nó có thể bị tai nạn gì cũng nên. Đêm đêm, chàng vẫn ra khóm mộ, cây đào lộn hộp vì thói quen, mà cũng là để đi hành hương ở một nơi mà chàng đã qua một đoạn đời tình cảm có lẽ thú vị nhất đời chàng. Đêm ấy, chàng thấy hơi sương lạnh, vừa toan trở gót, bỗng nghe lá đào khô cửa mình dưới đất vì có chân ai đạp trên đó. Chàng không dám vội mừng, sợ phải thất vọng, nhưng bỗng có tiếng gọi nho nhỏ. Anh! Ủa em, trời ơi, hôm nay em đi đâu? Em bệnh mới đó. Vậy à, em bệnh làm sao? Con vừa cầm tay bạn, dẫn cho hắn sờ lên lưng nàng, lên mông nàng. Trời ơi, sao em ra thế này? Ba đánh đòn. Trời ơi, sao vậy? Ba đánh đến em chết giấc, nhưng em vẫn không khai. Rồi em nóng lạnh nằm ly bì. Không khai cái gì? Không khai ra anh. Bậy nè, trời em dại quá, anh đã nói là anh chịu trách nhiệm kia mà. Không, em quyết không hại anh. Em nghĩ sai, có hại anh chỗ nào đâu. Bất quá ba má bắt anh cưới em là cùng. Không, em thương anh lắm, không đành làm khổ anh. Một lần nữa, con dừa đã nói láo. Sở dĩ nó quyết chịu chết chứ không khai tác giả của cái thai là chỉ vì lợi riêng thôi. Thanh yêu nó mà không ai biết, và không biết nó là ai và ở đâu, và ngỡ nó xinh đẹp lắm. Nếu câu chuyện đổ bể tùm lum, sẽ có kẻ cho chàng biết rằng chàng đã ấp yêu một cô gái bẩn nhất xóm và xấu xí nhất Sài Gòn. Chàng sẽ vỡ mộng và không yêu nó nữa. Không, nó phải là cây đào lộn hộp thứ nhì trong đời chàng. Nó phải là hình ảnh thân yêu thứ nhì trong trí tưởng của kẻ mù lòa. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh thật mà chàng còn giữ được và trung kiên với hình ảnh đẹp đó. Hình ảnh thứ nhì là nó, chàng chỉ mới tạo ra trong cảnh mù lòa đây thôi, nhưng cũng mến yêu lắm và trung kiên lắm với cái đẹp tưởng tượng của hình ảnh sau đó. Khai chàng dạy ra, gia đình nó và cả thiên hạ đều sẽ biết mối tình thầm lén này. Và Thanh sẽ biết nó là ai, một đứa nghèo hèn, đen đúa và xấu như ma. Không, nó phải hoàn toàn bí mật, là một bóng ma trong đời chàng, là một ảo ảnh mà chàng mê say như bất kỳ ảo ảnh tốt đẹp nào trên đời này. Em nè. Dạ. Em tên thật là gì? Và con của ai? Đã nói em tên Hoàng Mộng Dừa mà. Anh không tin rằng tên em lại kỳ cục như vậy. Em là con của ai? Ở xóm nào? Nói cho anh biết, anh sẽ tìm đến tạ tội với ba má. Không, anh lạy em, sợ thấy vết thương trên người em, anh sốt ruột đau lòng lắm. Không, nhất định không. Chú đáng chỉ đánh con có một lần thôi, rồi bỏ trôi luôn. Chú là cái biết rõ sức chịu đựng của con người. Khi con vừa chịu đựng được như thế thì chỉ còn có nước chịu thua nó thôi. Và câu chuyện cũng tùm lum ra rồi, ai cũng biết nó chữa hoang cả rồi thì không còn cứu vãn được. Thôi cũng xong một đời nó. Trong giới lao động của chú, người ta đã dám công khai nuôi nấng và thương yêu những đứa con hoang mà rốt cuộc đời vẫn tốt đẹp, và rồi không ai cười ai cả. Chú đáng bỏ trôi. Thím đáng nhẫn nại chịu cảnh không được gả con lấy chồng, và cái thai của con dừa cứ lớn một cách suôn sẻ. Đến cuối tháng 9, Thanh cho bạn một số tiền để ăn đẻ. Chàng vui vẻ báo tin cho bạn hay rằng độ nửa tháng nữa là chàng đi mổ mắt vì đã đủ tiền rồi. Chàng sẽ thấy mặt vợ con và sẽ tìm cha mẹ vợ mà xin thú phạt. Con dừa hoảng hốt vội ngăn. Đừng, anh không nên đi mổ. Rủi ro chết thì em khổ lắm. Không chết đâu. Ai biết được, nên để dành tiền là hơn. Em sẽ đi làm để nuôi anh. Ta tìm một căn nhà ở xa đây, rồi ở chung với nhau. Em bắt anh đuôi mù trọn kiếp sao? Có hại gì đâu, anh mù mà em cứ thương anh là đủ rồi. Thanh sung sướng lắm, hôn bạn lưu bù. Nhưng chàng quyết không nghe lời khuyên, mà chàng ngỡ là do tình yêu của bạn. Trong khi con dừa nằm chỗ thì Thanh đi mổ mắt thật, và chàng sáng ra
về nhà một lượt với bạn chàng đầy tháng. Giờ sáng rồi, Thanh lại không biết bạn ở đâu mà tìm, nhưng con vừa lại thấy bạn nó ra khỏi cảnh mù lòa. Sáng sáng đi ngang qua khóm mộ cổ, nó gặp người thanh niên đẹp trai đứng giữa gốc cây đào lộn hộp, mắt không đeo mắt kiến mát nữa. Trước đó, nó đã xin với bạn cho nó thấy đôi con mắt bệnh của chàng mấy lần. Chàng đã bỏ kiến mấy lần khi nó đi chợ ngang qua đó và đánh tiếng lên. Nên chi ngày nay, nhìn sự khác biệt giữa tình trạng trước và tình trạng bây giờ, nó biết ngay Thanh đã mổ mắt xong. Hơn thế, cuộc giải phẫu ấy thành công, vì Thanh đã nhìn đây nhìn đó, mỉm cười khi thấy một đứa bé chạy té trên ngõ. Nó đi qua, Thanh thấy nó nhưng không hề nhìn. Đối với Thanh, nó không chỉ là một kẻ xa lạ thôi, mà là một kẻ xa lạ không đáng chú ý. Nó vừa xấu vừa rách, trông bần cùng quá đi mất, ai còn chú ý đến làm gì? Con vừa tủi thân, rưng rưng nước mắt. Khi nãy, có mấy giây nó mừng quýnh, muốn nhảy đến ôm lấy bạn mà mừng. Nhưng giờ thì nó thấy rõ ràng, hắn sẽ đẩy nó ra. Cho dẫu biết rằng nó là nó, biết rằng nó là thiếu nữ mà chàng đã ôm ấp trên tay và thương yêu một cách chân thành. Chàng sẽ kinh ngạc, rồi ghê tởm nó, rồi xấu hổ vì nó. Trời ơi, chàng vẫn trung thành được với hình ảnh cũ của cây đào lộn hộp mà chàng vuốt ve trong những ngày u minh của chàng. Còn mình thì không. Trời ơi, thế là hết rồi, những ngày diễm ảo của chàng và của mình. Không, chàng đã ra khỏi cảnh mù lòa, nhưng không nên để chàng ra khỏi giấc mơ tiên của chàng. Dẫu sao, mình cũng mất chàng, nhưng ít lắm hình ảnh giả về hoàng mộng dừa cũng phải được lưu mãi nơi trí chàng. Con dừa lầm lũi bước, nước mắt rơi ướt cả mặt nó. Hôm ấy, chàng đã ngồi buồn, định đọc cho thằng bé con của người dì viết một đoạn tiểu thuyết. Lối mượn tay những ngày bệnh tật đã thành thói quen, thì một đứa bé bước vào sân có vẻ tìm nhà ai. Gì đó? Chàng hỏi. Tôi kiếm nhà thầy Thanh. Ở đây có chuyện gì? Có thơ cho thầy. Thơ của ai gửi? Của chị tôi. Thanh mừng đến ngộp thở. Chàng sẽ níu thằng bé và sẽ tìm ra tung tích vợ con chàng. Đưa tay nhận mảnh giấy xếp nhỏ, chàng nhìn đứa bé mang thơ và thấy nó rách và dơ quá, khiến chàng thắc mắc về bạn của chàng hết sức. Thằng bé trao thơ xong toan đi, nhưng Thanh níu nó lại và nói: Để rồi, đi với anh cần gặp chị. Đâu được, chị tôi chết rồi. Chết rồi. Thanh kêu lên rồi đứng đó mà chết điếng. Lâu lắm chàng mới hỏi thêm được: Chết hồi nào? 7 ngày rồi, chôn rồi. Trời ơi! Thằng bé bây giờ mới khóc. Nó đã khóc nhiều, nhưng đã quên được rồi. Giờ nó thấy cảnh bi thảm, người thanh niên trước mặt nó đang rưng rưng lè. Nó mới sực nhớ đến đau thương trong gia đình nó. Nó méo máu nói: Chị tôi lúc gần chết đưa thơ này dặn tôi tìm thầy mà trao, là dặn tôi đừng cho ai biết hết. Thanh rơi xuống ghế rồi úp mặt lên bàn mà khóc mù. Chiều hôm đó chàng dò hỏi rồi đi thăm mộ bạn, chôn trên đất của ông tà. Chàng đã biết rõ nguyên do cái chết của Hoàng Mộng Dừa, người tình yêu mến mà không bao giờ biết mặt, nhờ bức di thư của nàng. Con Dừa học chữ ở lớp học bình dân, viết không rành rẽ, nhưng chàng vẫn hiểu được ý nó muốn nói gì trong đó. Đến nơi, chàng lấy nhang ra thắp 3 cây cắm lên nấm mộ mới đắp, rồi vừa khóc vừa lẩm bẩm: Em Dừa ơi, em đẹp hay xấu, sang hay hèn, anh không cần biết. Anh chỉ biết rằng anh đã thành thật yêu em, và em đã cho anh hạnh phúc thật to lớn nhất của đời anh. Không, em sẽ còn mãi mãi trường cửu tồn tại nơi lòng anh, còn lâu bền hơn là cội đào lộn hộp. Nó sẽ chết đi một ngày nào đây, và anh quên nó dễ hơn là quên một người đáng thương như em vậy. Quý vị vừa nghe Nguyễn Thúy Phượng diễn đọc truyện ngắn Cây đào lộn hộp
của tác giả Bình Nguyên Lộc. Nguyễn Thúy Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thúy Phượng. Đồng thời cũng mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thúy Phượng đã thực hiện và giữ lại ở trong kênh. Xin kính chào.